Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tháng 1 âm lịch năm nhâm dần 2022 của 12 con giáp. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 để biết vận trình biến động ra sao. Tháng đầu tiên của năm mới có những điều gì đáng chú ý? bạn cần phải làm gì để có tháng khởi đầu năm đầy thuận lợi. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tháng 1 năm 2022 năm nhâm dần, dương lịch từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 2 tháng 3 năm 2022 can chi ngày ất dậu tháng nhâm dần năm nhâm dần đến ngày giáp dần tháng nhâm dần năm nhâm dần thiên can nhâm thủy địa chi dần mộc đặc trưng ngũ hành hài hòa vạn vật sinh sôi thái tuế thiên địa bình hòa một tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi tý theo tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Có thể nói rằng tháng 1 âm lịch khởi đầu năm nhâm dần là một tháng đầy may mắn với người tuổi Tý. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để nắm bắt vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Sự nghiệp Trước hết, trên phương diện sự nghiệp do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tháng 1 âm lịch năm nhâm dần của tuổi Tý thấy rằng những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công luận về mặt tài lộc của tuổi tý trên phương diện làm ăn bạn cũng trở nên năng động hơn thời cuộc nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng dịch mã cho thấy bản mệnh càng song xáo sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu con giáp này đừng để ngần ngại khi cơ hội xuất hiện ngay trước mắt mình nhé luận về tình duyên tuổi tí. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng, hãy mở lộng lòng mình ra để tiếp xúc tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Sửu. Tháng 1 năm nhâm dần, người tuổi Sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được những sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể đón được tin mừng. Luận về sự nghiệp của tuổi Sửu dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy, bản mệnh có vẻ không thật sự tập trung vào công việc của mình. Nhiều người tỏ ra an phận không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được những thành tích cao hơn. Những người trẻ tuổi dù có định hướng và có mong muốn phát triển nhưng lại chưa tìm được hướng đi phù hợp ngay lập tức. Có lẽ bạn cần trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm xung quanh mình nhiều hơn. Luận về tài lộc trên phương diện tài lộc, có lẽ bản mệnh cần phải tìm cho mình một con đường mới để phát triển việc đầu tư làm ăn, không thể mãi đi theo lối mòn suốt bảy lâu. Bạn trở nên an phận thủ thường mà cần nhắc nhở bản thân phải không ngừng cố gắng, dù có vất vả cũng trở nên bỏ cuộc, trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng cần xác định được định hướng của mình luận về tình duyên. Theo tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi sửu, may mắn là trong chuyện tình cảm do có thiên diêu phù trợ nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Bạn thể hiện được những điểm độc đáo trong tính cách của mình, lại thêm bản tính hài hòa, cởi mở, biết chăm chút ngoại hình nên có thể thu hút được những ánh mắt của không ít đối tượng khác giới. Tuy nhiên, những người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi dân Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi dân cho thấy rằng bản mệnh có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể và điều này nhắc nhở con giáp này cần phải chú ý hơn đến mọi việc mà mình bắt tay vào làm. Luận về sự nghiệp của tuổi dần Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, bồn ba, vất vả. Xong, kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Lại thêm thái tuế và âm sát hung tinh ảnh hưởng, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Luận về tài lộc của tuổi dần Chuyện làm ăn kinh doanh dường như dậm chân tại chỗ, bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua, thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy gian sẵn khiến tiền bạc hao tổn. Tháng này sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc nên bản mệnh phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị. Vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang nếu không dễ rơi vào cảnh trái túi luận về tình duyên của tuổi dân trong tháng 1 âm lịch năm nhâm dần. Chuyện tình duyên chưa có những điểm sáng đáng kể, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc, lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm tới chuyện yêu đương. Người đã lập gia đình cũng thường xuyên trút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng nếu không có cách giải quyết sớm tình trạng thì tình cảm dễ rạn nứt và lạnh nhạt. Tử vi tháng 1 âm lịch năm nhâm dần 2022 của tuổi Mão. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Mão, nhìn chung tháng 1 âm lịch vẫn là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Mão. Nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt bạn chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi luận về sự nghiệp của tuổi mẫu cục diệt tam hội giúp cho sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân đối phương có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình. Hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn. Đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực. Trải qua khó khăn, thử thách, bạn sẽ trưởng thành hơn. Luận về tài lộc Với người làm ăn kinh doanh, công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng, đối tác đều phát triển tốt đẹp. Bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên gặp khó khăn, được giúp sức, lại được giới thiệu cho những cơ hội làm ăn chuyển vòng Hãy chăm chỉ làm việc, ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng ngoài sự mong đợi. Luận về tình duyên Tử vi tháng 1 âm lịch này tuổi mão cho thấy rằng có bách việc chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui tình cảm cho người tuổi mão đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân khoảng thời gian này bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay của bạn tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Thìn Tháng 1 âm lịch là khoảng thời gian cho thấy vận trình của người tuổi thân có những bước khởi đầu đầy năm thành công trong năm mới có lúc lên nhưng cũng sẽ có lúc trầm xuống vì thế mà bạn phải cần luôn tập trung vào công việc của mình chớ có thái độ chủ quan lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát luận về sự nghiệp dưới tác động tích cực của tam hội sự nghiệp của con giáp này phát triển khá thuận lợi thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân khẳng định vị thế hãy chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn có điều cần phải lưu ý dù thành công đến đâu bạn cũng chớ nên tỏ ra kiêu ngạo coi thường người khác bởi thiên cẩu hung tên xuất hiện có thể đẩy bạn vướng vào những rắc rối bất cứ lúc nào. Luận về tài lộc Trên phương diện tài lộc, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm quen được với những đối tác khách hàng triển vọng. Người làm đầu tư kinh doanh có thể cạnh tranh lúc này để mở rộng mạng lưới của mình, giúp những khoản thu về một cách triển vọng. Dù Nguyệt Lệnh Lâm Mộ đem lại cho bạn nhiều tác động tiêu cực, xong bạn vẫn cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tế, trở nên trì trệ, thiếu cố gắng. Luận về tình duyên, trong chuyện tình cảm do cục diện ngũ hành tương xung xuất hiện, bạn và nửa kia dễ mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống có lẽ hai người vẫn còn chưa thật sự bao dung cho nhau mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, e là mối quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài, cả bạn và người ấy đều cần dành nhiều thời gian để nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ. Dù bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022, nhân người tuổi tỵ đã phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực, không nên đầu hàng trước khó khăn. Luận về sự nghiệp dưới tác động tiêu cực của cục diện tương hại và tương hình, bạn sẽ luôn cảm thấy mình đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực muộn phiền. Thời điểm này, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu xấu đi, bạn sẽ dễ bị tiểu nhân ngầm tìm cách ám hại, khiến thị phi liên tiếp xuất hiện, lại thêm công việc vất vả. Bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng. Cần cẩn trọng, kẻo làm sai, bạn sẽ lại bị phạt. Luận về tài lộc Vì công việc khó khăn nên đường tài lộc cũng khó lòng phát triển. Thời điểm này bản mệnh chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình để có thể hoàn thành cho tốt. Bạn trở nên nghĩ tới việc làm thêm hoặc can thiệp vào vấn đề của người này, người khác mà trở mãn công việc đem lại nguồn thu chính cho mình. Hãy cẩn thận, bởi các việc làm xảy ra sai sót bạn sẽ phải đền bù bằng tiền của chính mình đấy. Luận về tình duyên, thật đáng mừng là tình cảm có nhiều điểm sáng so với hai phương diện là sự nghiệp và tài lộc. Dù vợ chồng bạn vẫn khó khăn và không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng hai người đều hiểu ra và biết tha thứ bao dung cho nhau. Người độc thân nên mở lòng ra và chủ ý quan sát để biết ai là người thật lòng với mình. Có lẽ đây là khoảng thời gian bạn cần một điểm tựa. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi ngọ Tháng 1 âm lịch cho thấy rằng tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với người tuổi ngọ trong năm nhâm dần với tinh thần lạc quan hăng hái bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước đó tuy nhiên để có thể gặt hái được những thành công như ý muốn của bạn thì bạn phải cần biết nhìn thẳng vào thực tế đồng thời kiên trì quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng luận về sự nghiệp tam hợp cho thấy phương diện sự nghiệp của con giáp này tiến triển tương đối thuận lợi dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Cốt là bạn chịu bỏ công sức ra làm việc, ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản thân, cả thèm trống chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ dở giữa chừng luận về tài lộc trên phương diện tài lộc người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn của mình dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai bạn cũng đừng ngần ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mà mình còn chưa hiểu rõ có thể bạn tìm hiểu sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân song dù có đồng tiền dư giả bạn cũng chỉ cần chi tiêu tiết kiệm tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh luận về tình duyên chuyện tình cảm tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng bạn trở nên cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi mùi Có thể nói rằng tháng 1 năm nhâm dần là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với những người tuổi mùi. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để sớm có ngày trông thấy kết quả luận về sự nghiệp của tuổi mùi. Nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, bước sang năm mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái nhiệt tình khi làm việc, đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp cho bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công. Sự chăm chỉ cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế, nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh. Lại thêm, việc ngoại giao giỏi, bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình. Luận về tài lộc, chuyện làm ăn tiến triển tương đối tích cực, dù có thể bạn chưa kiếm được một khoản tiền bộn ngay lập tức, hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch ra sẵn từ trước, bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình. Hơn nữa, mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Luận về tình duyên Đáng tiếc là chuyện tình cảm lại chưa có những điểm sáng đáng mừng. Bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến người thân thiết nhất Tử vi tháng 1 năm 2022 đối với người tuổi mùi, khuyên bạn hãy kịp thời nhắc nhở bản thân, hãy cân bằng cuộc sống và sự nghiệp. Đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách cứu vãn. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 đối với tuổi thân Theo tử vi tháng 1 âm lịch, người tuổi thân không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con nháp này, nhiều khó khăn tất tức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Xong như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình, cố gắng phấn đấu rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Luận về sự nghiệp tài lộc trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc do ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung bản mệnh sẽ phải bôn ba bận rộn ngay cả lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi hưởng thụ thời điểm này bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình chứ không nên trông cậy vào người khác bởi bạn bè người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể nào bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh may mắn là vận trình của con giáp này cũng có xuất hiện những các tinh như trường sinh, nguyệt mã, giải thân. Những các tinh này giúp cho bạn có đầu óc nhanh nhạy, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm ra hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của chính mình. Luận về tình duyên, chuyện tình cảm thì lại có một nốt trầm buồn bởi do triệu tác động xấu của tương xung. Dù là đầu năm nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu đồng sàng dĩ mộng. Bạn cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn tới nửa kia. Dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cũng trở nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Người độc thân quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghỉ ngơi và nghĩ tới chuyện tình cảm. Lúc này, bạn lấy sự nghiệp làm trọng. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2021 của tuổi Dậu. Căn cứ tử vi tháng 1 năm 2022 của 12 con giáp. Người tuổi Dậu khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu năm 2022 dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục có lẽ bạn vẫn ham vui chơi chân diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính mình. Luận về sự nghiệp Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh không duy trì được hứng thú của mình. Có thể khi mới bắt tay vào công việc, bạn trân rất nhiệt tình, hăng hái, nhưng thường lại bỏ dở nhiệm vụ giữa chân, thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm mà còn đánh mất niềm tin của người khác, gây ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai. Luận về tài lộc. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều biến động bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể, bạn thường chạy theo người này, người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình, để đến khi gặp khó khăn thì lại chán nản, bỏ dở. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Dậu cho thấy rằng hung tinh tiểu hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ tiêu tốn tiền vào những mục đích vui chơi, mua sắm không thực sự cần thiết, khiến túi tiền nhanh chóng cạn kiệt. Luận về tình duyên trong chuyện tình cảm, người độc thân chú ý đến ngoại hình và chịu mở rộng các mối quan hệ nên nhận được sự quan tâm yêu mến của khá nhiều người xong bạn cần nhắc nhở bản thân chân thành với mọi người chớ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay gây tổn thương cho người khác với người đã lập gia đình quan hệ giữa bạn và nửa kia có vẻ lạnh nhạt cần kịp thời hâm nóng tình cảm tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi Tuất người tuổi Tuất có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành Thời điểm tháng 1 âm lịch năm nhâm dần là thời điểm có nhiều các tin hội tụ. Cơ hội đến với bạn tới tấp, chỉ cần biết cách nắm bắt và kiên trì tới cùng thì sẽ gặt hái được thành công nằm trong tầm tay. Luận về sự nghiệp Trước hết, nhờ có tam hợp xuất hiện phù trợ, công việc của con giáp này tiến triển thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Vừa ra Tết khi mọi người còn ham chơi hưởng thụ, bạn đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó. Đồng thời các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thăng tiến. Nguyệt lệnh lâm quan đế cũng có dấu hiệu chứng tỏ chỉ cho bạn bỏ công sức làm việc thì ắt gặt hái được thành công. Luận về tài lộc, tài lộc cũng chảy vào túi của con giáp này ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác. Bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 tuổi tuất cho thấy rằng với người làm công ăn lương, thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương cấp trên không ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bản mệnh. Luận về tình duyên Phương diện tình cảm nhìn chung hài hòa ấm áp, người độc thân có thể gây ấn tượng tốt đối với người khác giới nhờ những thành tích tốt đẹp trong cuộc sống cũng như phong thái tự tin, nhiệt tình bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Còn đối với người đã lập gia đình, bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình. Nhưng may mắn là người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của tuổi hợi Người tuổi hợi may mắn đón tháng đầu tiên của năm mới 2022 với nhiều điều như ý. Nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi. Bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Sự nghiệp của tuổi hợi Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc tái hợp làm ăn tiến triển thuận lợi. bạn mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp trở nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn, đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Bạn nên tập trung cơ hội này để cố gắng hết sức khẳng định bản thân. Các tên sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của bạn bỗng trở thành đơn giản hơn nhiều. Luận về tài lộc Việc hợp tác thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn trong khoảng thời gian trước đó. Bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. Khoảng thời gian tháng 1 âm lịch năm 2022 thì con giáp này xác định được tiềm lực của bản thân, tiềm năng của các đối tượng khách hàng nên rất đúng hướng thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới. Trong khi mọi người xung quanh còn bối rối tìm lại cuồng quay quen thuộc, sau kỳ nghỉ Tết thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Luận về tình riêng Phương diện tình cảm cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành. Nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ thái âm các tên phù trợ, bạn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Người độc thân có thể trở nên vô cùng thu hút trong ánh mắt những người khác giới. Bạn trở nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với những người mình thầm mến. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy duy trì được mối quan hệ hài hòa, yêu thương nhau nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi. Tháng 1 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp. Nếu thấy video hữu ích, quý chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.